Chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Các bạn bữa nay gia đình của mình đó, chị hai cho ăn miếng xào với cái củ cải đỏ, với tàu hũ nữa. Xào ăn này giống như ăn lạc vậy đó các bạn, không có thịt cá gì hết á. Bây giờ mình sẽ gắp ra cái dĩa. Mới xào ở trên bếp nhắc xuống còn nóng hổi ha các bạn. Gắp cái dĩa ăn. Dĩa bàn. Ủa có mì nữa hả chị? Có mì với miếng. Với hủ tiếu ấy, hầm mì với miếng thôi. Không có hủ tiếu. Cái gì củ cải đỏ chị cắt nhỏ nhỏ đó, ngon quá ha. Nhìn thấy ngon á. Ngon quá các bạn ơi. Để cho em miếng tiêu luôn đi chị. Có tiêu ăn ngon các bạn ơi, nó cay cay ngon. Xào cái kiểu này nè các bạn, dễ ăn, có đồ bổi dễ ăn. Mà cả nhà ăn với mình nha, để mình ăn thử coi có ngon không. Cả nhà ơi, ăn lạ lạ cái miệng, cũng như là miếng với mì á các bạn. Chị hai trụng xong rồi cái chị hai để ra cái gỗ cho nó gáo nước rồi xong ăn với tàu hũ, không có thịt tép gì hết. Để miếng tiêu á các bạn, nó cay cay ngon. Ủa cái gì có hành đúng không chị? Hành trắng. À, vậy là có hành trắng đó nè các bạn. Chị bào bằng dao hay lưỡi đó hả? Bào ấy đồ cái đồ gọt đó. Cả nhà ơi, đau bụng là ngon quá. Nãy chị hai niêm bằng cái gì bột niêm á các bạn, cũng bằng rau củ luôn. Lâu lâu chị cho ăn lẹ. Ủa nãy không có hành lá hả chị? Có hai cọng hả? Hai cọng gốc luôn. Gốc hành hả? Ờ. Bởi em không có thấy mà hành lá xanh xanh á. Hai củ gốc. Ăn củ cải đỏ nè các bạn. Mình nghe người ta nói ăn sáng mắt á. Anh chị hai á, bào củ cải đỏ này nhiều. Chị cũng ăn luôn đi chị.
tải không, cũng như cái cuốn lịch đó các bạn, mà có phạt nè, chị hai mình á không có bỏ để dành cho phạt ở trong nhà. Thường thường chị hai mình cái xé để dành phạt với tiên nè. Còn mà má chồng của mình đó các bạn, ở trong mấy cái tấm báo nghe có phật hay là tiên gì ha, là má chồng của mình nó xé ra một miếng gì đó cái đốt, chứ không có liệm thùng rác. Còn chị hai mình thì để dành gì nè. Cá câu đó, cá câu chiên gì nè, ăn được cái xương luôn á các bạn, ngon lắm luôn. Chiên nó dầu nhiều á các bạn, ăn nó ngon lắm. Giống như cá linh vậy đó. Bữa nay á các bạn, chị hai mình á xào một chảo luôn, sức mà ăn luôn. Ăn cái kiểu này nè các bạn, không có tốn tiền nhiều, miếng cũng rẻ mà củ cải cũng rẻ, mà cái gì tàu hũ cũng rẻ, không có mắc mà ăn ngon các bạn ơi. Lâu lâu thèm xào ăn ngon. Đó, bữa nay gia đình của mình ăn miếng xào với tàu hũ, mình quay cho các bạn xem cho vui. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.